Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Trung tâm Honey. Mình là Hạnh Nhân, là giảng viên bộ môn nail của Trung tâm. Hôm nay mình không có hướng dẫn bài gì hết, mà chúng ta sẽ nói về một cái dạng máy mài. Máy mài trên thị trường thì có rất là nhiều loại. Tại Trung tâm Honey có một dạng máy mài mà giá thành thì cũng vừa phải thôi. Nhưng mà khi mà các bạn đi thì nó vừa êm nè, vừa nhẹ tay nè, rất là tiện lợi và rất là đẹp về mẫu mã nữa đó. Máy mài nè ha. Rồi tay cầm nè mấy bạn, cũng như là cái kệ để cái tay cầm này lên. Đầu này thì chúng ta sẽ ghim vào đây để chúng ta sẽ vắt những cái tay cầm này vào trong cái đầu để cho nó tiện dụng hơn. Với cái máy mài này thì nó có một cái công năng là tích điện rất là lâu, có thể sử dụng được 5 đến 6 ngày, cũng như là cái số vòng quay nó rất là lớn, từ 0 cho đến 3.500 vòng. Ở trên đây thì bố trí cho mình một cái nút để điều chỉnh trái phải, là to vòng quay trái phải cho mình nha. Đó, ví dụ như mình muốn đổi trục quay thì mình chỉ cần gạt qua thôi đó anh chị. Máy mài này thì nó cũng có nhiều màu sắc phù hợp với tất cả mọi loại đối tượng nha. Thì ở trên đây thì sẽ có nút để ghim vào để cho cái tay cầm này nha. Rồi, tay cầm này êm lắm ha. Đây nè, các bạn dặn lớn lên, các bạn sẽ nghe ha. Nè, số này 3.500 vòng rồi các bạn sẽ nghe. Nó không quá lớn và cái tay nó rất là êm, nó không có bị rần so với một số dòng máy mài có cái dòng lớn như vậy. Nếu như anh chị có dịp đến với 161-163 Hoa Lan, phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh để tham quan cơ sở học tập tại Trung tâm Ly và tìm ra được những gói combo học tập vô cùng hấp dẫn nha. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở clip sau.